Dạ, em xin kính chào với cô chú anh chị yêu thích mai vàng, đam mê sưu tầm bonsai chạy trên cả nước đang xung quanh cuộc sống Cần Thơ Hậu Giang ạ. Dạ, hiện tại là em đang có mặt tại chỗ hoa đường Ngô Gia Tự, chia sẻ cùng cô chú anh chị mình cái lô bán hoa kiển Tết của anh Đức. Dạ. Lô của anh là đối diện với kho bạc nhà nước với cô chú anh chị nha. Dạ, hôm nay thì ở ngoài lô anh có một số cây bông giấy hàng cũng có ha cô chú anh chị, cây tầm trung cũng có nha cô chú anh chị ha. Và có một số cây dáng bay, cây phong lớn đang khoe sắc rực rỡ luôn nha quý cô chú anh chị. Dạ, ngoài bông giấy ra thì cũng có cây mai tím cua ha cô chú anh chị ha. Với cô chú anh chị mình có đi tham quan ở chợ Ninh Kiều, ghé qua cái lô Tết của anh Đức để mình ủng hộ anh với cô chú anh chị ha. Và hôm nay thì khoe sắc rực rỡ luôn rồi với cô chú anh chị. Và em xin phép được clip chia sẻ luôn cô chú anh chị ha. Dạ em xin chào anh Đức ơi. Rồi chào Phương, chào bà con yêu thích cây kiển trên cả nước nha. Hôm nay là em có ra lô chợ Tết ở đây chân chỗ ủy ban thành phố Cần Thơ mình nha. Có quay một số con giấy với số mai chiến thủy chiến nu được cho bà con ha. Dạ rồi, anh Đức chia sẻ giùm em giá của một số loại cây đây ha. Rồi, như cây bông giấy này đây hiện tại bây giờ là nó 8,5 triệu một cây. Dạ, nếu bà con cô bác nào ở đây gần lại xem thực tế đi, đẹp lắm. Dạ, cây này có đường thân nhìn rất là nó lắc lượng như vậy, gồng vậy đó. Năm nay là năm con rồng mình chơi cây dáng lông luôn hết cô chú. Mỗi cây dáng thế khác nhau hết. Cái này là mình ghép qua giấy cẩm thạch phải không? Giấy cẩm thạch, cẩm thạch Thái. Cẩm thạch Thái. Cái màu sắc của bông giấy này nó lên bắt mắt lắm với cô chú anh chị nha. Dạ cây này là mình bán giá bao nhiêu anh ha? 8,5 triệu. Dạ. Cái này cao cỡ nhiêu vậy anh Đức ha? Cái này nếu mà chiều cao theo anh thì cỡ, nếu anh đây thì cũng cỡ 1,5 m à. Dạ. Kháo rồi, nó rồi như này cũng đây bông giấy thường, bông giấy truyền thống mình, nhưng mà ghép cũng vẫn ghép là cẩm thạch Thái nha bà con. Dạ quá trời đang khoe sắc luôn cô chú anh chị nha. Cây này mang về trưng Tết là sặc sỡ luôn hết quý cô chú anh chị. Dạ cây này mình giao lưu giá nhiêu anh? Dạ cây này giao lưu 4,5 triệu nha bà con. Dạ nếu bà con nào gần đây là tới xem thực tế đi, cây đẹp lắm. Bán anh này bán cây giá dễ chơi bà con ơi. Anh này bán không phải như năm xưa, cây nó giá bây giờ giá nó rẻ hơn mỗi năm nhiều lắm. Cây này thì cũng có cây bông giấy truyền thống của mình đó, mà cũng vẫn ghép cẩm thạch Thái nha. Cây này có dáng bay. Dạ. Cây này thì mình giao lưu giá bao nhiêu anh? Cây này anh giao lưu 5,5 triệu. Rồi cây này là cây sát pháo rồi bà con, có dáng đổ trồng trong cái lưu. À cái này nhìn như suối chảy như thác đổ vậy đó. Dạ. Cây này cao có 1,4 m, 1,5 m à. Theo em đứng nè. Dạ rồi. Dạ còn cây này thì mình giao lưu giá bao nhiêu anh? Cây này giao lưu với bà con 9,5 triệu. Dạ. Trồng trong cái lưu này dễ thương rồi cô chú anh chị ha. Trồng trong cái lưu là lạ luôn á. Cho nó lạ lạ mắt.
Dạ, cái này là cái sắc pháo. Chậu này thì mình giao lưu giá bao nhiêu anh ha? Cái này giao lưu 6,5 triệu. Dạ. Cái này cái đường thân nhìn lắc lượng rất là khéo nha cô chú. Cái này năm ngoái là 10 triệu, mười mấy triệu đó, năm nay còn có 6 triệu mấy à. Dạ. Dạ rồi. Ôi, một cây hoa giấy. Rồi, dạ, cái khủng giấy lắm. Ôi, cây này mình có cái sân rộng, mình để cây này là quá trời đẹp luôn quý cô chú anh chị. Đây, em đứng cho bà con coi nè. Dạ. Cây này chiều dài ngắn bay bao nhiêu anh ha? Cây này chiều dài, nếu mình chắc chiều dài khoảng 4 mét quá. Dạ. 4 mét 4,5 gì đó. Cái này chiều cao khoảng nhiêu anh ha? Chiều cao cây này khoảng 2 mét, 2,5 mét vậy. Quá trời đã luôn quý cô chú anh chị nha. Cái này mình có cái sân rộng mình để phía trước hay là hoành tráng hay nha quý cô chú. Cái này giấy sắc pháo phải không anh? Sắc pháo. Cái này cá bồi. Cái này cá bồi hai màu. Dạ. À, cây này thì cái hoành à. Cây này chắc to dữ anh ha. Dạ. Cái hoành này chắc cũng cỡ khoảng 60-70 à. Dạ. Cây này thì mình giao lưu giá bao nhiêu anh ha? Cây này anh giao lưu 85 triệu. Dạ. Này chắc mình là giao cẩu quá. Dạ, đi xe cẩu quá mà. Dạ. Này kêu mình làm chiếc lá, một chiếc lá lớn, một chiếc lá nhỏ. Dạ. Cái này cũng lại là hoa giấy. Cái này sát pháo. Sát pháo luôn anh ha. Quá trời bông nha cô chú anh chị. Bên đây là chiếc lá nhỏ nha cô chú ha. À, bên đây là chiếc lá lớn. Cái này chiều cao cỡ bao nhiêu anh ha? Cái này chiều cao khoảng 3 mét á. Dạ. Lá ngang này kéo vòng vòng khoảng 5 mét á. Cái này mình giao lưu giá bao nhiêu hả anh Đức? Cái này giao lưu 70. Dạ. 70 triệu. Hello. Ở cây này thì phơm tàn thông luôn đó cô chú anh chị ha. Cái này cao cả mấy mét vậy anh ha? Cây này có 2,5 mét. Dạ. Cây nào cũng đang sai bông hết trơn nha mấy cô chú anh chị. Cây này cũng lại bông giấy sát pháo nữa phải không ạ? Đúng rồi, sát pháo. Hôm nay gì em đền đó vậy? Hả? Hôm nay gì em đền đó vậy? Ở ngoài nó lấy lợi rồi. Lấy lợi nó cấp tiền cao hơn.
Dạ. Cái này mình giao lưu giá nhiêu anh ha? Cái này anh giao lưu 15 triệu. Dạ. Mười lăm triệu nha cô chú anh chị. Dạ. Dạ. Rồi với dây cặp chiến thủy chiên nu nha. Rồi, chơi một cặp luôn hết với cô chú anh chị. Đây quay cho bà con coi cây từ cây nè. Dạ. Nó một cặp giống nhau nha. Cây kiển cổ nha, tam căn ngũ thường nha bà con. Cây này cũng khá lâu năm rồi nha. Trầm mấy vui hả? Trầm mấy à? Hả? À, có dĩa hết trơn anh ha. Ừ, nó có từng có dĩa hết rồi, đầy đủ hết rồi. Ồ, mấy cái cục nu nó to dữ lắm, to luôn cô chú anh chị. Bà con nào có gần đây ghé xem, ở đây chỗ ủy ban thành phố nè. Cây rất đẹp ở ngoài đó, cây thứ nhất. Còn đây là cây thứ hai rồi, nó già nó vuông, nó găng guốc, nó xù xì. Nếu mà con cô bác nào anh chị em nào có gần đây đến đây xem tận mắt thì mới thấy vẻ đẹp của nó, nó xù xì, nó găng guốc. Cây này rất lão làng lắm rồi anh ha. Đây quay vòng cho bà con coi nè. Đó. Nó xù xì, nó găng guốc dữ lắm. Già nó quá. Bông này thơm lắm nha bà con. Nó nở ra một cái là trắng cây luôn hết rồi chứ anh chị. Ừ. Cái này em có hai cặp nha, cặp lớn cặp nhỏ nha. Dạ. Nếu bà con nào có yêu thích thì đến đây xem tận nơi nha, thấy vẻ đẹp của nó nha. Cái này là cặp lớn nha, nó lên nu cục cục dữ lắm cô chú. Cái này mình báo giá công khai hay là mình liên hệ qua số điện thoại? Đúng rồi, báo giá công khai luôn đi em ơi. Dạ, mình giao lưu cặp này giá cặp bao nhiêu? Cặp này nó giao lưu 170 triệu em. Dạ. Chiều cao cỡ bao nhiêu anh ha? Chiều cao này nếu mà khoảng 2m rưỡi á. Dạ. Dạ. Dạ cặp nhỏ nha cô chú nha. Cặp nhỏ. Cái này cũng kiển cổ luôn anh. Đúng ha. Rồi. Dạ. Kiểu cam tam can ngũ thường. Dạ. Cây này thì nó không già bằng cây kia, nhưng nhờ nó được cặp. Dạ. Ờ, mấy cái tay này nó rất là to luôn á cô chú anh chị. Ờ, tay chi cành nhạo luôn quý cô chú ha. Dạ. Rồi cặp nhỏ này thì mình giao lưu giá bao nhiêu vậy anh? Cặp nhỏ này anh giao lưu 120 triệu. Dạ. Cho bà con coi, nó quen vòng cho bà con coi. À, cặp nhỏ thì chiều cao cỡ nhiêu anh Đức ha? Cũng khoảng 2m rưỡi á. Dạ. Dạ rồi. Cây kế bên luôn quý cô chú chị nha. Đây quay vòng cho bạn coi nè. Dạ cô chú anh chị mình thích sưu tầm kiển cổ thì mình liên hệ với số điện thoại của anh Đức cô chú anh chị ha. Số điện thoại của em là 0762 939 979 nha. Dạ. Hiện tại lô của em tại ủy ban thành phố Cần Thơ mình nha. Nếu bà con nào có gần ở đây đến là gặp em. Cái này nguyệt quế kiển cổ luôn phải không? Dạ đúng rồi.
Dạ cô chú anh chị mình xem rồi cảm nhận giúp em ha quý cô chú. Cây này cao cỡ bao nhiêu anh Đức ha? Cây này chắc chiều cao khoảng 2m, 2m rưỡi vậy. Nếu mà đứng theo cái tiệm này, nếu mà để đúng để dưới thì khoảng 2m, tại có cái đôn là 2m rưỡi. Cái đường thân nó lượng rất là khéo luôn á cô chú anh chị. Cái nào? Cái này ha, 4.5 triệu. Dạ. Cái này thì mình giao lưu giá bao nhiêu anh ha? Cái này anh giao lưu tới 90. Dạ. Dạ. Anh còn muốn chia sẻ gì nữa không ạ? À? Còn nhiều cái đó anh chưa ra thôi. Nay clip này đi. Dạ. Rồi cuối clip thì kính chúc bà con cả nước nhiều sức khỏe, làm ăn phát tài phát lộc. Trước hết nếu bà con nào ở gần đây tới đây xem ủng hộ em nha. Dạ. Số điện thoại của em là 0762939979, lô ở tại Quy Quang, phố Cần Thơ. Dạ. Rồi chào bà con. Em xin chào, hẹn gặp lại cô chú anh chị ở những clip chia sẻ tiếp theo của kênh Cuộc Sống của Hậu Giang luôn ạ.